Chào các bạn. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục cái series cắm trại theo cái dạng bốc thăm tên người. Mỗi lần mình đã từng làm một clip là bốc thăm vào tên người nào thì người đó được phép chọn đại một món nào dưới đây cũng được đó các bạn. Và hôm nay sẽ là tập 2, nhưng tập 2 chắc chắn là phải hát tập 1 các bạn. Đó chính là ví dụ như bây giờ là mình bốc đi. Mình bốc vào chữ Tú. Thì mình sẽ là người lấy đồ cho thằng Tú, bạn lấy bất kỳ món nào cũng được cho thằng Tú một cái. Ok không? Ok. Mỗi lần là bốc vào chữ Tú là nó được quyền lấy, con này là ngược lại là mình bốc vào tên nó và mình lấy cho nó nha bạn. Và ở đây là mình có là 6 cái thăm rất là nhỏ nha bạn. Không thấy gì đâu, cứ bốc đại sóc lên thôi. Dạ. Bây giờ cho em hỏi nha, ví dụ mà em tự bốc tên em rồi sao? Đúng rồi, lấy lại cho em. Thì em phải tự lấy cho em thôi chứ sao giờ. Wow. Lấy hơn tới mức có tự bốc được tên mình. Rồi đầu tiên là mình bốc trước. Từ trái qua chứ. Ok, mình bốc trước nha bạn. Bốc xong để từ từ. Buồn là bốc luôn. Rồi mình đã bốc vào tên thằng Đại. Giờ mình sẽ bỏ cái lá này vô đây và mình sẽ chọn một món cho thằng Đại bạn. Cho em một cái ớt liền luôn, tuyệt vời không em? Quá tuyệt vời, trời ớt này lạ quá. Cú cũng là ớt mà nghe lạ. Nắng quá nên hơi díu mày bạn không cảm nha. Vậy Vậy ơi. Rồi Tú lụm món gì cho vị Tú. Cho xin tạo vậy dễ nhiều kinh nghiệm lắm. Đi cho quay bộ. Trâm hời. Tiểu em. Trâm hời. Chị sẽ có ngày 4 cuộn màng bọc thực phẩm để làm liều sinh tồn. Rồi tiếp theo là tàu. Có chị bóc vô tình em. Ở đây không có điều ước đâu em. Rồi Tú, em lấy gì cho Tú em? Mình cái thằng Tú sinh tồn kém lắm. Cho nó một bình bạc vậy luôn. Nó bị bạo em, không quên em. Ủa, sao hả? Chạy cho nó luôn. Thôi cho luôn. Tuyệt vời. Giờ em bóc vô tên em mà em hết chọn cái khác luôn, chọn liều luôn. Chọn mấy cái tấm bạc này nè. Được. Được luôn hả? Trời ơi. Vậy em phải vô dĩ rồi. Đâu dễ đâu em. Oh my god. 3 2 1 Ồ, nó chọn đồ ăn, nó chọn đồ ăn. Xương bò Mỹ có xương. Có đồ ăn, có liều. Đại bóc vô tên anh đây, Đại anh chưa có gì hết Đại. Buồn sao lắm Đại. Em sẽ hưng. Ờ ơi. Oh my god. Cái này lạ quá ta. Lạ dữ người ta. Cái này cái gì ta? Tỏi tây. Ồ, tỏi. Anh ghét ăn tỏi lắm em. Ướt mà tỏi. Em tiêu với anh rồi. Rồi tới em à. Em tự bóc tên em luôn. No, bóc hộp em. Yes sir. Oh my god. Làm nha mọi người, làm nha mọi người. Chén miệng đi ha. Chanh. Chắc mình phải đi 8 mà về chắc khi có con 7 có 6 thôi bạn. Vậy là hết vòng rồi tới lượt anh đúng không? Dạ. Mày chết. Sao kỹ ta? Toàn nha bạn, toàn. Anh thông cảm, anh cho em một cái liều tự bung 379k à. Siêu mỏng, ngủ siêu lạnh và còn có cả chức năng hấm nước và xương vô nữa nha bạn. Em và em có liều lạch ngon. Đúng rồi, có liều là ngon rồi. Chúc em bóc vô anh. Cái này là Tú. Trời ơi, buồn thì chứ là tưởng lầm chứ Đại nha bạn. Giấy đúng không? Giấy à. Cho anh Đại giấy hả? Xin tồn đi. Yeah. Rồi Đại được một bộ vậy kẹt tông nha bạn. Thế là ai? Em Toàn hả? Đó, nè, toàn. Đúng rồi. Nãy giờ không có tên em ta. Vậy là em nhỏ rồi. Tú mọi người ơi, Tú. Đây rồi. Nước cà chua. Đây Tú ơi. Nước gạo cũ. Ngon tuyệt vời. Nước gạo cũ hả? Clip này là sẽ khá là tốn thời gian nên mình cứ cắt luôn không sao hết nha mấy bạn. Tụi mình chơi là chân thật đó, các bạn đừng sợ dàn dựng. Chơi vui mà dàn dựng làm gì? Đây là ai? Em. Rồi, vậy. Wow. Toàn. Ơi. Khô mật. Chọn khô mật cho Toàn nha các bạn. Khô mật. Tại vì em biết toán sẽ cũng chạy khô mật cho em, anh sẽ chọn trước. Rồi, tiếp theo là Đại nè. Trời wow. Ơi. Rồi, chúng ta có chữ Toàn và em muốn cho Toàn cái gì em? Chắc lấy nước đậu củ anh này. Này đưa em. Đúng rồi. Rồi, nước bông cải xanh cho Toàn nha. Ngon. Ơi cái tên của em nó nằm ở đâu vậy ta? Nó quyền xào mà, đâu có cho đâu dứt được mà. Các công bà các bạn. Tại do không lựa thôi. Làm nghĩ là bích cho anh cá hồi vậy anh.
thì phải có hồi đâu nè, tính cá mà em. Rồi nó đúng anh ơi. Rồi đi 8 giờ 7 là có. Sao anh được cái quái đảng gì không ạ? Rồi chúng ta đây đảo vòng về anh Lâm nha các bạn. Em bóc vô anh đi hiểu không? Kỳ tao bóc vô đại cái ta bị gì ta. Đại liên tục luôn. Phòng giấy thì anh biết là ngủ khá là lạnh đó em. Nên anh lấy cho em thêm một bịch dao cũ nữa. Ăn ớt uống nước dao cũ. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, tốt. Đừng bị sốc em, sốc hôi máy em. Sốc rồi. Ừ. Ồ, hai vợ chồng đốt cho nhau các bạn, toàn. Toàn hết ăn. Con này con gì vậy? Này con này là con lươn Nhật Bản em. Đó, toàn rất hết ăn. Lươn nhìn ngon quá. Rồi, tiếp theo là toàn. Ồ. Làm lên nhân phẩm rồi nha. Đây rồi, nãy đã bích cho mình cái liều, mình phải bích lại chứ. Đúng rồi. Gà tâu. Ơi, no. No. Đây đây. Ồ. Vậy là chiếc xe này là cho toàn ngồi kế anh Lâm luôn rồi. Bỏ ăn với đại còn toàn với lại mấy cái kia ngồi chung với anh Lâm nha. Để lắm gì em. Trả thù cho anh em mình được. Em. Oh my god. Toàn. Hành tây à? Cái hành tây á, đúng rồi. Bốn củ hành tây vậy nó chọn cho toàn hả? Không, đúng rồi. God. Ủa chứ toàn biết ăn hành mà. Biết mà, hành nướng là ăn luôn. Ủa có đâu. Ủa đại em. Tóc tóc coi, bắt vô Lâm nữa, Lâm không cho về. Đúng rồi. Trời ơi, cuối cùng. Trời cuối cùng thấy được tên mình. Rồi chọn đi em. Chắc cho anh ăn con ca nhỏ quá. Con gái nhỏ cho ăn hả? Đây là món đầu tiên của em hả? Dạ. Cái tên của em nó nặng quá, nó nằm dưới đáy rồi, em không bóc dưới đáy mới được. Món nhỏ nhất trong cái đám luôn. Em tự bóc tên em luôn nè, không cần mọi người đâu. Nữa. Ơi, Lâm nữa, kỳ vậy. Cho anh Lâm ăn kẹo đi. Bịch kẹo anh. Này hả? Dạ. Cái này không phải kẹo em, này là trái cây đông lạnh em. Oh my god. Ủa? Trái cây tứ quả đông lạnh nha. Ừ. Ok, chúng ta đảo vòng mà mình bóc trước nha. Sắp hết đồ rồi. Còn quá chài luôn á. Trời ơi. Nãy toàn cho anh cái liều đó. Đúng rồi anh, liều VIP luôn à. Trời ơi, cái liều em hơi lạnh đó em. Anh cũng cho thêm cái túi ngủ nữa em. Wow. Không sao. Tìm. Trời ơi. Trời ơi, hai người này vậy chứ. Để trả thù mới được. Tâu. Ồ, bé Tu lại bóng vào chữ Lâm nữa. Nè. Chanh dây nha mọi người. Chanh dây ngon mà, ăn bổ sung vitamin C. Có chanh hường, chanh dây nữa. Rồi Toàn. Toàn phải tự kiếm cái liều. Toàn ơi. Ôi mày god, mình lại tăng thêm 3 điểm tình yêu nữa em ơi. Anh làm chai gỗ. Nice. Cấp gút rồi. Rồi anh giấu chân dĩ cái gò. Giấu nè. Ôi. Sorry. Oh. Đây là chữ đại nha bạn. Em muốn cho bé đại gì em? Cái ốc chó đúng rồi anh. Đẹp ốc chó. Ok. Chỉ biết cười cho vô vọng thôi, để dưới đất luôn đi em. Để đất kìa. Cho nó may mắn anh đi. Trời ơi. Trời ơi. Anh lấy gà. Anh lấy gì anh bậy? Lấy gì anh bậy? Cái vụ. Ồ. Đồ ăn là cái gì? Đúng rồi. Cuối cùng là bé ăn. Anh thấy món em. Dạ em mới được có món lô cô ca à. Ghé em. Tên em là tên nào ta? Em đang có một cái cảm nhận gì đó, hình như đây là tên em thì phải. Ồ, oh, bé Toàn. Sao anh mà giúp em, chúc em giúp lại. Rồi, vậy giúp cho anh Toàn quả trứng gà anh nè. Em mới ăn trứng gà mà. Rồi, Toàn được ngay một cái vỏ hộp gà nha bạn. Quá tuyệt. Vậy là mình lại phải đảo vào anh Lâm bóc tiếp hả? Cái này nó công bằng đó bạn, nó nhỏ nó không có sao được, nhưng mà tụi mình đâu bóc trên đầu đâu, tụi mình bóc tùm lum mà, bóc cái giữa rồi các kiểu mà. Đây, vậy đây mình bóc được. Trời đánh rồi. Oh my god. Mình biết là nó hết ăn tương ớt đó bạn. Mình tiết lộ bí mật cho bạn biết là ăn cơm nó cũng xịt tương ớt, nó ăn phở cũng bỏ tương ớt, cái đó thì chấp nhận đi, nó ăn hủ tiếu bỏ tương ớt, nó ăn mì gói cũng bỏ tương ớt. Nó chấm cái gì của tương ớt, chấm rau, chấm táo, chấm đậu nành, đậu đen, những gì nó cũng tương ớt bạn. Anh Vĩ tương ớt. Wow. Trời ơi, bỏ cái tương ớt nữa. Trời ơi, hết bài luôn. Giờ mà hỏi mà bỏ người yêu với tương ớt là nó quyết định là nó bỏ người yêu nha bạn. Đấy em đúng không ta? Đúng rồi em. Mẹ cho kiếm tình anh nè. Cái gì vậy? Tú. Lấy cái mồm đi. Một chọc với em. Rồi, một chọc đồ về Tú và
Tân. Rồi nó lộn chữ Tú rồi, mày thấy chữ Tú luôn à. Ăn. Ồ. Cuối cùng. Ăn. Chạy đánh, chạy đánh. Anh chưa có chỗ ngủ rồi. Chạy đánh. Sao anh ăn à? Mấy anh ăn rồi. Anh ơi. Hai nàng có gì như này đúng không? Anh ăn vô hai lần rồi. Đó tí tính sao? Có anh ép đọt cho vậy. Nó hơi trơn à. Tú nha mọi người. Giờ chọn đồ ăn chắc trừ nợ cho. Lấy em cho nó cái sổ út chó đi. Hết. Tú là nó hết cái món sổ út chó nhớ các bạn. Bổ sung chắc xám. Đại dưới chỗ ngủ hả? Đâu có rồi. Rồi. Đồ ăn thôi. Ô mày ơi, ăn linh hương. Trời ơi, ăn linh hương. Trời giờ toàn món ngon. Đồ ngon, món ngon không à. Thôi cho anh ăn lên coca bự đi. Trời ơi. Trời ơi. Anh đang nhắm đến cái này đó. Đồ ăn không có là cho nó coca. Nó bé, nó bự luôn rồi. Giờ thì chỉ có mình tự cứu mình thôi chứ. Dạ, không đúng rồi. Em là một thằng bài, em cảm nhận được. Đó, đúng rồi, chịu làm. Đúng rồi. Chưa ăn, chưa ăn. Ồ, Toàn. Đây là chữ Toàn. Hồi nãy Toàn nó giúp em cái liều rồi. Để đánh trả vật trả ơn. Kè, cho cái liều màu hồng. Ủa là Toàn được hai liều luôn. Hai nhà. Đúng rồi, Toàn hai cái bên hao luôn rồi. Rồi vậy là lại đảo vòng về mình các bạn, đồ sắp hết rồi mà bây giờ là còn tàn ra đồ ngon không rồi, vô tên người nào cũng tiếc hết các bạn. Cái lẩu bò này bên đây đúng không? Cái lẩu riêu bắp bò không ai ăn hết. Ok. Xong Toàn hay tên vô tên đó bị gì ta? Em giúp anh mà, UFO ăn chay không được. Anh cho em chay núi lửa nè. Uống cho hành đạm cơ thể em. Ngon. Rồi Tú. Nhắc em tự bóc vô em anh. Đó, bị diễn vô Toàn ghét rồi ta. Tổng liên ơi. Tục luôn á. Em chai một chai nước suối, suối gì không biết. Cho vợ nè. Vợ không cảm ơn gì hết à. Chết, chưa có nước. Mày đây. Hiếu. Ta đâu có nước đó. Cái gì dám làm gì vậy trời. Trời ơi, món ngon nhất mình phải lấy rồi. Nổi lông cước nó một cái quá. Ta lấy lậu đi. Clip này là nồi niêu xong chảo đồ khang cộ rồi cái kiểu là được bên ekip cấp bạn, tụi mình chỉ bóc đồ ăn thôi. Ui, nha bạn. Em thiếu nước với cái chỗ ngủ hả? Anh chưa có món đồ no, em bóc cho anh món đồ no giúp em. Oh my god. Leo cái nệm. Ôi da. Tại sao đây nệm chơi? Đã em biết kế anh. Chơi à? Em có cái này rồi, em sẽ lấy cái này em trả với em nào. Im liền. Oh my god, là biết đó. Rồi. Cái gì không? Oh my god. Mà nãy vừa đó đang đằng kẻ hụ của anh rồi, tiêu rồi. Nhưng mà các tiếng là chỉ còn đồ ngon thôi em. Thôi cho anh làm chai nước lúa đi. Nước lúa hả? Nước gạo hả? Nước gạo hả là nước lúa? Đúng. Hay lúa. Nè. Cái gì vậy trời? Hát rồi. Vậy em lấy cái này à? Cái đó giờ đang với lẩu, em có lẩu không em? Dạ không anh. Thôi trời em lấy luôn à. Ok, ăn lấy topping lẩu. Vậy là chúng ta đã sắp kết thúc rồi mọi người. 2, 4, 6, 8, 10 11 món nữa. Mình có lại có nhiêu 6 thằng. Vậy là phải có thằng lẻ rồi, há là buồn. Anh không sao. Rồi, mình bóc nha. Wow! Kỹ ra mình không bao giờ tin mình hết á. Vậy em cho em chai nước suối gì. Wow! Cũng được, em chưa có nước. Rồi, tiếp theo là Tú. Sao em nhỏ ta? Em có chứa đồ ăn hay em? Trời. Tào ơi! Thời tới kẻ không nổi rồi. Cho dĩ chai nước khóm. Tào ơi! Nha đam vừa khóm vậy. Chai này ngon cực kỳ luôn. Trời ơi! Tối ra nước nữa. Ngọt nước nè. Ngọt nước quá. Tào! Trời ơi! Liệu sẽ Lâm Toàn, Lâm! Vút cho phơi. Tiêu rồi, nó lên đời bạn. Mới vô nó không vô, phút cuối nó vô mới chết chứ. Cho anh ăn mì cay đi. Đó, ăn mì cay uống coca mới hấp dẫn. Đúng rồi, đúng bài luôn em. Vấn đề là éo quá nước suối nấu mì nè. Nấu mì coca em ơi. Trời ơi. Vậy hả? Để em giúp anh ăn vé. Tụi ăn lãng ta. Sao nó bị. Đã. Đại vô nữa. Anh đại. Thôi đổ quá cho nó cái đó bánh kim chi hải sản gì vậy. Rồi, Đại được bánh kim chi hải sản nha. Có đỡ hơn không? Yêu anh. Rồi, anh Đại tự bóc đi anh Đại. Anh bé gà. Giúp giật cho ơn nha. Thì là phải giúp anh dĩ rồi. Trời ơi.
Không, biết đại khó cứu rồi. Anh Đại tự do chữ đại luôn nha. Khó quá ta. Thôi cậu chế suối lấy nước suối anh đi. Chưa có hết. Thôi đồ ăn anh nhìn đã quá ta. Rồi ăn. Tự cứu bản thân tiếp em sao hết em. Rồi, em phải tự cứu bản thân mình rồi. Ôi kệ. Đại là đại đó. Nó liên thắng luôn rồi kìa. Lên đời, lên đời. Cho nó chai steel luôn anh à. Chai rập đỏ. Rập đỏ. Vậy là chúng ta chỉ còn có 5 món. Nhưng mà lại 6 người các bạn, khá là không công bằng. Thêm cái dù vô nữa cho nó đủ nha. Ok, đủ 6 món nha các bạn, 6 rồi nha. Dạ, dạ. Vòng này vòng cuối nha mọi người. Rồi. Vòng cuối là như bóc vô 2-3 tên lặn. Ơ, nè, ân. À, chữ này là chữ Lâm nha các bạn, Lâm, 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 Lâm. Cái niệm kìa anh. Anh chưa có đồ ăn no em. Bắt buộc. Không có nước suối là gì đâu mời ông nội ơi. Cá nấu trái cam. Rồi ăn táo. Ăn táo các bạn ơi, ăn táo. Rồi tấu. Tấu. Trời ơi. Trời ơi, hồi tới thôi, kẻ không kịp bạn làm 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 làm. Để anh. Tàn. Dạ nắng cho em. On, on, on. Hồi tới rồi. Hồi tới rồi, mình cho anh ăn trái cam đi. Rồi. Ăn được trái cam. I love you toàn. Là còn 3 món là 3 người hả? Vậy hả? Cái vậy có bò mà à không có đồ ăn sáng. Em có nước rồi anh Dĩ ơi. Vậy em có nước rồi đó. Oh my god. Oh my god. Lâm văn phẩm. Lấy gì cho Lâm em? Cho mày ăn không cũng được, em đang đói nè. Thôi cho anh cái niệm á. Cái niệm làm gì, em ăn niệm hả? Đâu có liệu phải có niệm. Mày hỏi đồng liệu đi, niệm làm gì đó. Em đang thống, em đang vô cái mày hiểu không? Em phải vô được mày. Đại đâu? Ở trời ơi. Đại, đại. Anh Đại. Mày UFO. Em ăn mì thì xong tới giờ hành tinh của em luôn hả? Yeah, anh Đại. Rồi anh ăn cuối cùng nha. Vậy sao lá vậy anh ăn? Dạ dạ. Có đứa chuối phải tên mày Đại nó. Ôi thấy rồi. Nó hết dao. Ôi anh Toàn. Anh Toàn. Rồi. Và cái món cuối cùng này nó thuộc về anh Toàn nha bạn. Anh Toàn có đứa cứu suối không em? Có 2 chai anh ơi. Thôi vậy được rồi em ơi. Tuyệt vời bất trời luôn. Ok, tụi mình tổng kết đồ nha. Rồi ok, tụi mình đã định hình được chỗ của từng người nha các bạn. Đầu tiên là mình hôm nay mình được tới 11 lần bóc vào tên nha các bạn. Kết quả là mình được cái dầu nè, cái niệm hơi nha. Con này là cái liệp rất là bự luôn. Nước nho, táo, nước gạo, trứng cá, chanh dây, chanh chua, tỏi tây. Và cuối cùng là trái cây ốp lạnh. Tiếp theo là mình nha các bạn. Mình thì khá là bình dân. Mình được gọi tên 6 lần. Và đây là những món của mình. Gồm có là cá viên chiên nằm trong mấy nồi lẩu á. 2 lon coca lớn, nhỏ. 1 hộp cam mì cay. Và cuối cùng là một cái liều đánh cá. Đây là cái liều mình ngủ nha. Không, đó là cái giày vệ sinh đó em. Này buồn nữa các bạn. Mình gắn bó cái liều này chắc được 2 lần rồi đấy. Tiếp theo tới mình. Mình thì khá là may mắn được 12 lần rồi. Đồ ăn của mình thì gồm khô mực lương Nhật Bản, mì gạo, 2 chai nước suối, nước rau củ, 4 củ hành tây, lẩu, trứng gà, 2 cái liều và 1 cái túi ngủ. Khá là may mắn luôn nha bạn. Còn mình thì cũng khá là may mắn luôn nha. Mình được 4 lần gọi tên. Màn gấp thông minh. Còn đây là cái phao. Đây là món ngon nhất trong những lần gọi tên lên nha. Sữa cà chua. Đây đây đây, món mình thích. Sữa ốc chó. Hôm nay mình thấy thật là tuyệt vời. Quá là may mắn luôn. Kế cuối là mình. Với 9 lần gọi tên thì mình cảm thấy dư rồi các bạn. Đồ của mình thì trái ớt các bạn, anh Lâm Bích nè. Nhìn thấy không ưa rồi đó nha. Hay ốc chó cái này cũng tạm. Sữa trái cây, nước suối, rồng đỏ, bánh kim chi hải sản, mì đĩa bay và cái ghế. Rồi cái giấy này thì Tú Bích cho mình nha các bạn. Không ưa đó nha. Rồi cuối cùng là mình được gọi tên 6 lần. Và những món mà mình được có là cái niệm với 4 cái màng bọc thực phẩm, 1 chai nước hớm, 1 chai nước suối. Này, cái đặc biệt là bò Mỹ có xương. Và một món mình rất là thích luôn bạn, đó là tương ớt chin su. Wow, đúng 6 món luôn. Quá dư giả rồi. Giờ sẽ bắt đầu dựng liều thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ làm liều màng bọc thực phẩm nha bạn. Mình sẽ sử dụng 4 cái cây này. Đó, mình quấn xung quanh lại, tạo thành một cái liều liền. Rồi, còn lại tụi mình thì 5 hàng thì hàng nào cũng có liều hết các bạn. Chỉ có dĩ là sinh tồn thôi nha. Dựng liều thôi mọi người ơi. Cái liều đánh cá của em chỉ cần dựng ra xong anh ơi. Đâu? Trời ơi, nhất luôn rồi. Rồi, xong rồi nha. Mình thì có tặng 2 cái liều lận.
Mình thì quyết định xài cái liệu này. Cái liệu này xài chán mấy bạn ơi. Dục. Kìa ok không chưa? Câu hả? Ủa em vậy thôi hả? Ờ đúng rồi, còn 3-4 cái phao nữa em có bơm trong xe. Rồi kia xong luôn rồi kìa. Tức là cái giường là phải ghế rồi đại. Ủa vậy anh em nhậm tí. Đó, chạy ra. Nó chạy lên tầng. Vậy là ngủ được rồi. Rồi sau một hồi với sự giúp đỡ của vài anh em thì Vĩ đã hoàn thành được cái căn nhà bằng bè bằng phẩm phiên bản tinh cây nha các bạn. Các bạn thấy nhỏ vậy thôi chứ bên trong là rất là rộng luôn. Mình sẽ đi một vòng cho các bạn coi. Đây, bên trong có một cái tấm nệm luôn nha các bạn. Đây phía dưới thì rất là dày. Phía trên thì quấn được một lớp, nói chung là kín mít luôn, không có một cái lỗ nào luôn. Rồi, có muốn phát biểu trải nghiệm gì không em? Có anh, em sẽ chui vô thử chứ. Đầu tiên là phải banh ra vậy nè. Làm gì? Wow, đút đầu vô. Lên thôi. Khổ quá. Khích quá. Đổ khích ghét. Đây, sao em thoải mái bạn? Quá thoải mái luôn anh ơi. Như trở về cái tuổi thơ luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây đây còn ga đây vậy nè. Đây em. Rồi hiện tại là chiều mát rồi mấy bạn ơi. Và cái địa điểm cắm trại hôm nay của tụi mình chính là hồ Càng Nôm nha. Chỗ mà nó có đĩa. Hồ này mọi người chỉ đến đây chỉ để ngắm cảnh rồi thôi chứ không ai dám tắm hết. Nhưng mà cái tỷ lệ đĩa nó rất là thấp các bạn. Như bữa là mình có chèo súp, chèo mà tới muốt ngoài mấy cái bè ngoài đó luôn. Mà chỉ có một con đĩa duy nhất thôi. Tức là nguyên cái hồ rộng như vậy mà dính có một con là tỷ lệ rất là thấp nên vẫn có thể bơi được các bạn. Xác suất thôi, chừng 1% các bạn. Mình chơi ganh đi, 1% mình ép là hụt hoài, chưa bao giờ vô luôn á. Nên chắc chắn là hụt á. Và tình cờ là bên ekip có đi, có đem theo một cái lưới các bạn. Mình muốn test là xem hồ Càng Nôm này là có cá hay không để có thể làm sinh tồn. Vì tài nguyên trong đây khá là nhiều, nguyên một cái rừng bỏ hoang các bạn. Có rất là nhiều tài nguyên luôn. Chừng nào mốt mình nhắm con cá thì mình phải làm sinh tồn được nha. Và không có ai dám xuống để thả lưới hết các bạn. Nên tụi mình quyết định là chơi cái trò gọi là biểu quyết. Toàn biểu quyết cho ai Toàn? Em biểu quyết cho thằng Vĩ anh. Một con bé cho Vĩ hả? Đúng rồi anh. Đúng rồi. Tội nghiệp Vĩ quá. Đại. Vì vậy là chúng ta đã có hai vé cho Vĩ các bạn. Có tất cả là 6 người mà đã được 2 vé, 4 vé là hỏi cả biểu quyết nữa nha. Em chứ. Em biểu quyết cho Tấu. Rồi ok. Rồi, ai biểu quyết cho ai em? Dạ em biểu quyết cho một người đẹp trai nhất. Thôi cho Tấu, cho Tấu đi. Đúng rồi, no. Cho Tấu đúng không ạ? Đúng rồi, giờ Tấu được 2 vé, dễ 2 vé. Hả là cân bằng đúng không mẹ ơi. Rồi rồi Tấu, Tấu biểu quyết cho ai Tấu? Cho vậy. Ồ, tí thì số bây giờ là Dĩ đang là 3 và Tấu là 2 nè, hiện hai số lên đây. Rồi. Và mấy bạn biết là anh Lâm giờ nếu như mình mà biểu quyết cho anh Tú là 3 điều là nó rất là chán các bạn, là lại phải biểu quyết lần nữa. Nên quyết định là mình phải cho Vĩ rồi. 4-2 Tú thắng. Vĩ vui cô. Rồi Vĩ đã mới vừa hai xong cái quần hồng. Em muốn thằng cháu gì rồi cuối cùng của em? Bởi vì em không có em mà chỉ có anh shit hết rồi. Đúng anh rồi. Anh hiểu, anh hiểu mà. Có em thì tụi mấy em ăn giùm mọi người đúng không? Ô sợ quá. Đây. Không có đĩa đâu, 1% mà. 1% sao vô được. Anh chơi ganh mi này cũng được 5-6 tháng rồi em. Sao rồi? Đâu quay một vòng coi. Quay nữa. Rồi dở quần ống quần lên coi. Rồi con trong kia có mấy con em? Một con đúng không? Đúng hai con. Rồi đúng rồi một con. Rồi vẫn là bãi Càng Nôm huyền thoại bạn. Đang lặt đá để dành làm bếp nướng thì phát hiện ra một chú bé màu đen. Bữa bảo đem dễ nuôi đẻ quá trời luôn nên hôm nay quyết định là bắt về nuôi tiếp nha bạn. Đây. Ủa, nó chích kìa. Oh my god. Rồi một cá hể bò cạp nha bạn. Tiếp theo là thử cục đá này coi. Ơ cục này coi có con nào không? Mày có không?
Rồi ok đi. Tụi mình phát hiện được con gì giống bò cạp nhưng mà cái đuôi nó lại không phải bạn ơi. Đuôi anh ten vậy. Con này chắc nó giả dạng bò cạp nè. Hoặc là nó là con lai của bò cạp. Ồ, nó giữ kìa. Giữ kìa. Giữ kìa. Bắt chung bò cạp đi. Bạn à bạn. Con bạn gì đâu không quýnh nhau hết rồi. Em hiểu rồi, con này con cái, con này con được. À. Con cặp cái hả? Bạn thôi được rồi. Ok. Rồi tới tối thì tụi mình lại tiếp tục quay vào cái đống lửa trại và ăn tối nha bạn. Tình hình là có những bé ăn khá là ngon và có những bé ăn khá là chán các bạn, do nhân phẩm mà ai có nhân phẩm thì ăn ngon thôi. Đầu tiên là Đại đã với em, ăn gì em? Trời ơi, tối nay mình sẽ ăn mì, đĩa bay, bánh kim chi hải sản, xuống, dragon red. Trời ơi. Nồi là được sử dụng miễn phí các bạn, ai muốn lấy nồi lấy đũa gì lấy các bạn. Đầu tiên, hấn xôi thôi. Giàu quá cũng khổ. Nước của mình phải cũng đã sôi nha các bạn. Bảy gà thôi. What the... Đã như ta, anh gato quá em. Trời ông ơi, nào bóc cho anh gói mì vậy? Nó phải như thế. Chế nước vào. Xé cái bánh tuyên truyền hải sản ra. Cái bánh này là hấp là được ăn. Ăn đừng được nha. Đừng gói mùi vô trong đó em. Thay dịch em. Đi qua ai mà. Rồi sau một hồi mình coi thì mình phát hiện ra là thật ra là mình chế nước ngay chỗ số 3 này nha các bạn. Đây, chế ngay chỗ này thôi, sao nó chắc chỗ này luôn. Ok. Chỗ này đúng là hành tinh luôn, xé hết nguyên cái luôn rồi. Đó, rồi giờ chắc ra em, chắc ra chỗ này. Đó, giờ cầm nghiêng lên. Đó. Đó, người hành tinh là phải chắc vậy nha các bạn. Lỗi không ép ô. Chế xúc. Ủa, chế xúc này sao tham gian chứ vậy? Không phải là em, vì hành tinh mà. Ai có nghe vị sao hỏa không em? Em test thử. Sao đi bay cưỡi mình đi. Trộn lên. Như thế cưỡi đi bay. Dặn quá. Đó, trải nghiệm ok. Bị viên cho hai chân thật nha, để mọi người mua ăn thử nữa. Nghe giống cái mùi thuốc bắc kia ta. Lạ dữ rồi ta. Đâu. Ăn nó nghe ngọt ngọt cái mùi thuốc đen vậy đó bạn. Nhưng mà nghe mùi thuốc bắc đó nha. Kỳ lắm. Thôi người hành tinh mà ăn vậy đúng. Nó bột bột nó. Nó sao ta? Sao chăng gì tầm này. Thôi ăn được. Rồi tụi mình là quất liên tục luôn các bạn. Như vậy nó tơi chắc xe để cho nó nhìn cho dễ xem tí nha. Rồi tiếp theo là phải ăn, là ăn gì em? Tiếp theo. Tối nay thì mình sẽ ăn món cá viên chiên 5 trong 1 nha các bạn. Ủa cá viên chiên hả? Rồi dạ. Có dầu không? Dạ không ạ. Em đem đi nướng. Nè nó chỉ mình nè. Có mấy cục hang trên đây nè. Đó. Ăn tráng miệng thì là cam và cuối cùng thì là uống coca cola nha. Không heo khỉ, không có nước suối hả? Dạ em không có nước suối anh ơi. Chúng ta sẽ review ăn 5 trong 1 này là cái gì nha. Xếp bự ra coi nè. Dạ rồi. Mọi người đọc có gì nữa rồi. Oh my god, nhìn ngon chứ hả? Đầu tiên là cá viên đúng không? Dạ. Cá viên nè. Này chắc là tàu hủ ki nè. Tức là gì của anh ta? Tàu hủ ki. À, có cục vuông này nữa nè. À, có 4 rồi đó. Tàu hũ, rồi đây, chả cá. Đó, đủ 5 viên rồi đó. Hợp lý. Mình làm giống bao bì vậy thôi, chứ bao bì kêu nướng là mình nướng nha bạn. Rồi, đúng giờ rồi. Thì chờ chín thôi. Rồi, tiếp theo là ăn chín thì ăn quốc luôn em. Thôi quá. Anh thấy cục tàu hũ kì chín đây kìa. Dạ, ngon tàu quá. Tàu hũ kì chín rồi. Dạ, ok, đem lấy cho ăn thử nè. Cái này không phải là tàu hũ kì nữa. Nó là cá sắc mỏng á, người ta ép lại cái hình giống tàu hũ kỳ á. Ăn được. Cái này bỏ vô lẩu ngon lắm. Nướng là thất bại của tàu hóa. Đúng rồi. Lấy cục với ai luôn. Đây. Tiếp tục con này, cục cá viên chiên nè. Đây cục này. Cá viên chiên này á, mình ăn và mình thấy đó. Nó xốp xốp á mà. Chứ nó cũng như cá bình thường à. Cũng như mà bột nhiều hơn. Cũng được ha. Tàu phô mai rồi. Tiếp tục. Cũng là ngủ gì? Tàu hũ trắng bình thường anh nè. Tàu hũ trắng này với tàu hũ phô mai nè. Tiếp theo là hành cá. Lạt lạt ngọt ngọt. Cũng được ha. Mà không thấy ngon. Mình nghĩ tất cả đều phải chấm lẩu với chấm thêm nước sốt mới ngon rồi. Cuối cùng là miếng... Cái là gì anh làm? Tàu phô mai em. Đâu. Sao phô mai không? Phô mai đâu. Vậy là tàu hủ trộn phô mai. Cái cục này toàn hủ nó lạc nhách à.
cái cá có mùi của cá miếng. Em không biết diễn tả sao mà ăn nó lạc nhách anh à. Mấy thứ này á, mấy cái món này thì mình nghĩ là mình nên bỏ vào cái lẩu, sau đó mình chấm với nước sốt ăn nó sẽ được vị hơn bạn, đặc biệt ăn hợp với lẩu hơn. Sau đó thì mình sẽ ăn chén miệng. Chén miệng thì mình sẽ ăn cam. Không có làm dao. Bạn tổ chức chán thiệt luôn á. Nhầy không biết sao nữa. Chọc mất toản bóp nét trái cam. Oh my god. Wow. Đó, wow. Bạn à. Ngón tay này tao nói là khỏe. Ý là luyện cơ. Ừ. Cam này ngọt nhất bạn. Thèm quá mà không có gì ăn nên mình chán thiệt chứ. Đánh giá cái món cam này cao hơn á. Và cuối cùng là mình uống Coca-Cola. Vị hương vị Nhật. Tiếp theo là mình thì mình sẽ ăn như như là mình không ăn cái này rồi, nhưng mà mình muốn biểu diễn thử coi là cái hành, cái tỏi tây này là nó ăn như thế nào các bạn. Này hả? Nhìn thơm không? Ôi mày gà, cái này có bi cư ăn thôi chứ người thường sao ăn được ta. Tiếp theo là trứng cá nha các bạn. À, mình đọc hướng dẫn sử dụng thì thấy cái này là chúng ta có thể ăn không luôn, không cần rã, không cần gì hết các bạn, không cần nấu chín gì hết á. Mình sẽ ăn thử coi nha. Chúng ta sẽ có một cái giải rau rất là tuyệt luôn nhưng mà ăn không được nha các bạn. Phía bên trong thì mình sẽ có là những cái miếng cá này là cá bằng lập từ bột nha các bạn. Đây. Nhìn rất là giống cá luôn nhưng mà theo mình là làm từ bột. Phải ăn thử mới được. Ăn miếng bự bự anh. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Này phải nướng lên nha các bạn, nướng nướng nướng. Ghê lắm. Cái dạng tức cá chuồng vậy. À, trong khi thời gian chờ cá chín thì mình sẽ ăn trái cây đông lạnh nha. Oh my god, siro gì đây. Chúng ta sẽ có mâm xôi nè, blueberry nè, dâu tây nè, rồi nó rượt xà bàn là các bạn ơi. Cái này mình bỏ vô trà sữa hay là bỏ vô chè ăn thì được bạn. Ăn không nó mới nhạy ghê lắm. Nhưng mà giờ mình không còn gì ăn hết nên đành phải ăn thôi. À, mình tính ăn cá nhưng mà mình nghĩ lại rồi nha. Mình nghĩ lại rồi mình sẽ ăn cái củ mía này nướng nha các bạn. Củ mía nướng, nhìn nó hấp dẫn chưa kìa mọi người. Trời nó thơm cực kỳ luôn các bạn, ở dưới là mấy bạn nướng củ hành vậy. Thôi mình ăn luôn nha. Chắc chắn là không ăn được rồi. Thằng nào bóc danh này vậy mày? Đại, đại, đại. Đại anh. Vậy là mai mình phải về 7 người rồi. Đó là người ta mình nghĩ là để ăn lẩu thôi chứ ăn nướng không được các bạn ơi. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ ăn món trứng trứng vảy cá nha. Nước ngon hơn hẳn. Mặn như là các bạn đang ăn muối biển vậy. Mình thà nhịn đói còn hơn là ăn cái này các bạn. Ok. Không ai có thể tiền được sống của mọi người hết bạn. Mình đã đổi trên dây lấy táo rồi nha. Mình tính ăn táo để mang sáng nhưng quyết định là mình sẽ ăn sáng và buổi tối nha bạn. Bữa tối nay thì mình sẽ ăn 4 tay táo nha bạn. Không ăn cái gì nữa hết. Quyết định là nhịn đói. Bao gốc kích rất ngon và uống nước nho tuyệt vời. Làm sao chắc không có phần 3 đâu bạn. Cho nên mình xui dữ ta. Anh 11 lần được chọn. Anh phải chết là chết người chọn cho anh. Toàn những cái gì nịt không à. Tình hình là nãy giờ mình thấy vậy nó hèm hụ cái tính cá rồi quá các bạn. Muốn thử không em? Thử anh. Cắt bên hông cái coi nè. Ngon, ngọt. Ồ, ngọt hả? Ồ, đã lắm kìa. Đâu toàn thử cái coi còn. Rồi. Wow, một tuyệt phẩm. Đi dạ quá. Trời ơi. Mặn mà nó tanh nữa. Mặn mà tanh nữa đúng không? Dạ. Mặn đi quý à. Trời ơi. Vậy là chỉ còn có cuối cùng là tú thôi đúng không em? Bú cái luôn em. Nó sực sực.
ăn mặn mặn, ngọt ngọt, rất là vừa ăn, rất là ngon nha mọi người. Rồi hai này nhận tiền quảng cáo rồi, hai hạt ra đây à. Nhận tiền quảng cáo bao nhiêu? Mặn nhiều lắm ngon kìa. Ok, nếp tò hứa hứa cái tò. Tối nay thì mình sẽ ăn lẩu riêu cua bắp bò. Oh my god. Tò rồi. Giờ phải cho nó lên lò than thôi. Thấy có hành rồi em làm với em. Nướng luôn anh ơi. Nướng luôn hả? Trong lúc chờ mình sẽ nướng hành. Tiếp theo là ba con khô mực. Đợt nay toàn nhân phẩm chứ đồ ăn nó quá trời luôn vậy. Không mày bò. Có cái nước ba con chồng lên nhau vậy. Lương Nhật Bản. Ồ, nó vô heo mà. Ở giữa luôn. À, đúng rồi, đó đó. À. Tờ. À. Lương của mình cũng đã chín rồi. Với khô mực giờ mình sẽ gấp nó ra. Vậy, chỗ tay. Gấp nữa, vậy phải đút xít cho ăn nữa. Gì vậy? Xít mà nóng gì à? Nóng quá. Mực luôn. Ăn con này nhìn hấp dẫn. Ừ, quốc thử đi em. Toàn không biết ăn lương rồi. Đây, 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 đây. Cái này anh mua này, anh tính anh đang thử. Chắc phải nhường phần đó cho anh Lâm rồi. Ồ, hỏi cái nè. Cái miếng hồi nè, không còn nóng nè. Vậy nó như vậy ta? Thịt nướng nha các bạn. Ồ, có dán hết luôn em. Thôi nha, ăn lẩu ngon hơn. Khô mực thì sao? Dạ, mình ăn khô mực thôi. Sợ. Mực này mà có tương ớt là hết bài. Tiếc ghê luôn. Láo kìa. Rồi, lẩu thôi, ăn luôn đó Toàn. Trời ơi. Ủa, cái đó là lẩu vậy hả? Lẩu đơn giản cho thôi hả? Đúng rồi anh. Cái này mà có mì gói là hết bài. Vợ ăn, vợ không cho chồng ăn rồi. Dọn không? Dọn. Nhìn là biết không giòn rồi. Giòn không? Giòn, giòn. Ngon không? Vị như vị bún riêu với bạn. Không kêu mà. Rồi, tối nay mình sẽ uống nước rau củ. Nước này mình có uống một lần rồi, khá là ngon. Để mình sẽ bị giếng một hơi hết luôn à. Bốc đôi mũi lại. Tiền quảng cáo thì căng. Không nha, uống ngon, mình thấy nghe vị nho không à. Mọi người chắc không tin đâu. Thật ra ngon thiệt. Sao mọi người cười giết à? Ngon, ngon à. Thôi được rồi, được, được, ép được quá em ơi. Gì ngon thiệt mà anh. Vậy hả? Của em bị nho mà. Cái là chắc phải 10 triệu rồi. Rồi, dễ ăn vậy luôn em. Rồi. Tối nay mình sẽ ăn bò sườn Mỹ có xương. Ngon, bò Mỹ ngon. Sườn bò Mỹ có xương, đúng rồi, đúng rồi. Sườn chấm hả? Rồi, không thèm. Mình đã có tương ớt. Ở hôm kìa. Giờ mình sẽ đem cái sườn bò Mỹ này nướng nha mày. Ôi, toàn con hành tây kìa. Ô, toàn, toàn, kiếm toàn. Mình tính bỏ qua mà mọi người này. Mình là một đêm hủ. Nên, nên cái việc mình ăn hành thường ngày là quá bình thường. Ừ. Ơi. Không, quy tắc 3 giây, quy tắc 3 giây. Rõ không? Ăn không? Để đường trái vô ăn thử. Các cái chỗ vô toàn kìa. Vợ đúng rồi. Ờ, tình cảm kìa. Rồi, tiểu like các bạn ơi. Nghe giống mùi hành vậy á. Ok. Rồi, thịt bò mình đã chín nha các bạn. Thì mình sẽ lấy ra luôn. Wow. Tiếp theo. Đặc biệt luôn các bạn. Được, được, đừng xịt nữa, không ngon đâu em. Xịt xịt ngoài đây nè, xịt đây nè. Đúng rồi. Đúng rồi, em xịt vào đây mà. Ừ. Trời ơi, nhìn là biết ngon rồi. Nè, anh nhìn cái miếng này là biết thông sọt rồi. Để em ăn thử cho anh coi. Đây. Sai, sai kịch bản rồi. Nhìn là biết thông sọt rồi. Giòn, giòn. Không giòn. Giòn. Ủa, kịch bản là tên tốp tốp là hình như là ông râu trắng với ông râu đen là anh là không giòn, em là giòn. Cái anh là không giòn em mới đúng cho anh chứ. Ôi trời ơi, sao lại sai kịch bản rồi. À, không có tóc tóc anh ơi. Giờ tao biết thăm dò rồi. Giòn. Không giòn. 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 Đúng này, đúng này, đúng này. Tội nó chứ, tội Lâm mày quá. Cho thiệt hả? Đúng rồi. Ờ, thật sự là mình đói cực kỳ luôn mày. Ăn có 4 tay táo à. Nè, 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 dì, dì, dì.
Sao? Đúng là huynh đệ hảo hán. Múc ba quá à. Tối nay mình sẽ uống nước dứa nhà Đàm nha các bạn. Hảo hán. Ok, cái ăn miếng là đủ calo các bạn. Mét. Tối nay mình sẽ uống sữa ốc chó. Từ từ, mọi người đợi mình xíu. Hồi nãy giờ thì mình đã nghe được lời hầm của đá. Đá kêu mình tối nay uống sữa ốc chó. Để mình uống thử. Từ từ mọi người, đá kêu mình làm gì nữa. Lời hầm của đá nữa mọi người. Đá kêu mình chơi ra dĩa. Đá kêu mình chơi ra dĩa rồi mình liếm mọi người. Mình đã trở thành một đá hủ chuyên nghiệp. À, hôm nay Tú nó hơi lại chú vàng, mấy bạn không cảm nha. Do là nó đập đá quá 180 lần một phút mấy bạn. Một phút mới đập tới 180 lần, nghĩ cái cục đá mà nó đập vô trong đầu nè, 180 lần một phút. Coi nó có điên không nè mấy bạn, một tập này mấy bạn không cảm nha. Lần sau đập ít thôi em. Bú đá ít thôi. Mà tình hình là không có đem đồ ăn cho camera qua luôn. Mua đúng nhiều đây luôn, không có gì hết luôn. Nên bây giờ là tụi mình sẽ ra hâm lưới xem là cameraman với Tú là nó sẽ có gì dớt dát hay không nha. Đi thôi. Rồi ok, Tú kéo lưới vô coi dính gì không Tú. Ok. Tới luôn rồi bác tài ơi, tới luôn. Kéo lưới vô mạnh ra vô. Ôi, đá cao quá trời luôn. Wow, to quá trời luôn, đợi không, quá trời luôn. Mà có cái gì hòn nè, cái gì hả? Cá hạt lát. Hạt lát, cá mè, cá rô phi. Cá rô phi, tại cá rô phi không ạ? À? Cá rô phi nữa. Cá rô phi nữa, cá rô phi nữa, cá rô phi nữa. Cái này cái gì bảo? Cá mè hả bảo? Đúng rồi. Cá mè nha bạn. Ok. Rồi, kết quả là được nhiêu đây cá đó bạn ơi. Chắc cũng cặc ký luôn á. Cá hạt lát đâu ta? Nè anh. Oh. Được luôn. Rồi bây giờ là món ăn là bữa cuối luôn. Gà đông anh với thằng Tú bạn. Hai đứa đánh cho hút hồi chót nha. Là biết ngon rồi. Thì cá. Cá nhảy tay bắt. nó quéo này nè. Gà hai mớ. Cỏ này rửa sạch cá nhảy luôn. Rồi tình hình là mưa luôn rồi các bạn ơi. Đang quay cảnh nè, Tú với camera mà anh nó nước cá và mưa luôn rồi. Giờ mình sẽ quay từ xa nha. Tội nghiệp hai nhỏ ghê ngồi kìa. Ta là nó nấu ăn nướng cá trong mưa luôn. Oh my god. Rồi tình hình là mưa nó cứ rầm về ghế các bạn ơi. Mình sẽ review chỗ ngủ của từng người luôn nha các bạn. Đầu tiên là bé Tú. Cái phao á. Ồ ghê à, vậy hả? Sao em được em? Nó hơi ngợp xíu anh nhưng mà không sao. Che được mưa hả? Che được mưa. Ghê à. Thì ra cái phao còn công dụng là lật lên hoặc lật xuống đó nha các bạn. Còn cái mùng nó đem dẹp, nó sợ một bước nó dẹp cái mùng nha các bạn. Con này lần nào ta? Lô. Cốc. Ai gọi đó? Trời ổ ổ không? Trời căn nhà chắc chắn anh. Không có mưa được gì hết á. Có cửa luôn hả? Có luôn. Ghê à. Ghê, đằng sau đóng kín luôn hả? Có giấc tượng. Nè anh thấy có cái này nè, chút nước chảy vô hả? Em nè. Em tém tém vô vậy nè. Đó. Cho để ra ngoài miếng gì nè. Đó, thấy chưa? Đó, hợp lý chưa? Ok, thanh kiều anh. Ghê ta. Mà chút nữa là mưa lớn rồi, cái này nó mềm rã ra nha các bạn. Tiếp theo là bên đây là ai ta? Cu dễ. Ủa, làm gì cái lỗ vườn cho má luôn em? À, nó được chơi chui ra chui vô nhiều lần quá anh. Che được mưa không? Dạ được anh. Có hồn nào dột vô không? Không luôn anh ơi, quá chắc luôn. Sao ổn áo không? Tự đã quá rộng rãi luôn. Không có giọt mưa nước rồi vô luôn hả? Đúng rồi anh, tự mà nó hơi nóng nha. Hơi nóng hả? Ồ, thôi kệ không sao. Rồi à, đúng rồi cái căn liều màn bọc thực phẩm. Quá dữ luôn các bạn. Nhưng mà có khi mưa lớn thì nó sẽ thấm nha. Rồi tiếp theo là căn liều màu cam một lớp của toàn. Thấm nước của em? Không anh ơi, đây không thấm luôn anh. Bình thường hả? Đúng rồi. Còn mày ngồi hiền dễ xấu nằm xuống. Được anh? Dạ, được anh ơi, đen hiền.
Ủa áp hả? Dạ. Em không kéo lại nước vô sao? Nóng lắm. Nóng lắm hả? Dạ. Mày hỏi như thế này. Oh my god. Chụp hình nữa. Thôi hết tiền rồi. Rồi cuối cùng là cái căn liều của mình nha các bạn. Liều mình thì hôm nay là rất là may mắn được cái căn liều khá là rộng rãi luôn. À, bên trong thì có một cái nệm hơi nha các bạn. Nệm này không dày lắm nhưng mà nó cũng rất là êm. Nói chung là mưa nó cứ râm râm thôi, nó không có lớn bạn. Nếu như tối nay mà mưa lớn hay là liều nào sụp hay là dột nước cũng không được, cái kiểu gì mình sẽ cập nhật sau nha bạn. Ok, bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon nha. 5 minutes later. Rồi, tình hình là mưa dầm hấm lâu bạn, quá nhiều. Đói hụ của mình đã bị gục ngã luôn. Bé ăn sao hả? Dạ, cái liều của em nó cái phần đáy nè. Ờ. Cái phần nền nó mỏng quá, nó hấm nước quá anh. Em cho em xem. Em cho anh xem nè. Nè. Ô là trời. Rồi, nên ra phải nằm nghiêng xuống mới đúng. Nghiêng thì em sợ ướt. Ok, tới công chuyện luôn rồi, tối nay ăn khỏi ngủ luôn rồi. Toàn còn ổn của em Toàn. Ờ, nó có động dũng mấy chỗ anh ơi. Động dũng hả? Đúng rồi anh, nó hấm nước vô anh. Cái liều mỏng quá hấm nước hả? Đúng rồi anh, liều này mỏng quá. Mà vẫn chơi được hả? Được anh, giờ nằm ở giữa là ok. Ủa còn này đứng đây làm gì đây? Cái liều em nó sập sệ lại, có một vài người bạn anh ơi. Ôi nó gớt kìa. Con gít, con gít. Đó đó, kìa, bọn này nè. Con này gít hả? Đúng rồi. Ủa nó bơi ghê quá, đẹp quá hả? Em đang nằm thì em phát hiện anh ơi, em chạy luôn. Thôi được rồi em ơi, con này không chơi với nó được đâu. Ờ tình hình anh nghĩ là giải pháp của em bây giờ là trên cái giường em qua bên nhảy cũng được á em. Ồ để những giờ nhảy ký sinh đó em. Rồi dục giấy luôn em. Mai kêu bà dây chai còn con nào nữa không? Nó đẹp đẹp em. Chắc không à, chắc hết đây em. Em nghe nhảy nó đang happy rồi anh ơi. Gì vậy? Tốn gì á, không ới gì nè. Không ới gì nè. Đẩy em, đẩy em cái giữa. Cái giữa Tốn. Đó. Mưa quá hả? Sao hả? Bị gì em, bị gì em? Đây, động nước nè. Chạy xuống á. Ướt vô quá trời, ướt nhẹp luôn bạn ơi. Nè, nhìn nước nè. Bà ơi, nước vàng luôn kìa. Oh my god. Tội nghiệp quá bạn ơi, nhưng mà chấp nhận thôi chứ sao giờ. Mình đi ngủ tiếp đây. The next day. Rồi tới sáng các bạn ơi. Tối qua mưa nó cứ găm găm nhưng mà nó dai lắm bạn, cả tiếng mấy hai tiếng đồng hồ. Kết quả là cũng có khá là nhiều đứa nó bị hắt hủ các bạn. Đây như đây, nó ginh nguyên cái phào của nó vô trong cái phòng khách của mình nó ngủ nha các bạn. Quay. Ngon em. Vừa có niệm nè, đây. Bơm hơi lên là thành cái niệm. Vừa được cái mái che nó trời ơi tuyệt vời luôn. Ngon em. Ngon. Rồi cái nhà vệ sinh của con ăn. Hello. Hello anh. Ngủ được không em? Dạ. Thấy chưa, phải đặt lại mới ngủ được thấy chưa? Cũng tạm thôi anh ơi. Lâu lâu cũng phải dậy á. Mấy cái này nè, nó tụ đó. À nó tụ hơi nước rồi đúng dạ, không? Dạ, nhiễu liên tục luôn. Cái của thằng An là nó, cái điểm yếu của nó là nó tụ hơi nước nha các bạn, cho nó không có cái cửa sổ các bạn. Kết quả là nó sẽ đóng hơi nước cho ở ngoài, ở trong nóng hơn. Nó nhiễu liên tục luôn. Ừ, ở ngoài lạnh mà ở trong nóng nó sẽ đóng hơi nước nha các bạn. Người em ướt nhẹp luôn á. À cái niệm này đôi mốt là lần sau là phải khoét cửa sổ kìa. Chứ không phải lần sau giục nó luôn à. Đó là trải nghiệm tuyệt vời em, phải cho người khác trải nghiệm chứ. Đây. Đầu em cũng không nổi luôn á. Ướt dẹp luôn. Dạ. Còn đây thấy hai đôi dép dữ ta. Đây, hai vé luôn. Cái niệm này cũng giống hơi nước kìa. Do bên trong là nó hai hàng nó nóng hơn. Là Toàn làm gì ngủ dữ hay làm gì nó ngủ dữ lại. Ngủ không biết nữa. Sao em không ngủ bên vậy? Thì tối mưa quá rồi, bên vậy nó cũng ướt nữa, nó nhiễu quá trời luôn, chỉ có an toàn. Chỉ phải có an toàn nữa hả? Dạ. Rồi vậy là cuối cùng là chỉ còn có mình cô Dĩ nha các bạn. Và tối nay là cái liều cô Dĩ là nước nó chảy như điên xuống đây nè, nên là đại nó không có để dưới đây được. Qua cũng chung Toàn, lại một hàng khắc hủ. Leo.
Lâu lâu. Ổ áo em. Mưa nó dột anh ơi. Rồi hết lúc hết mưa cũng được không? Em làm phải ngủ hả? Em phải quấn cái niệm này nữa không? À, quấn cái niệm là cái đệm bị ướt hả? Đúng rồi. Quấn lại hết ướt thì cũng được hả? Ghê à, học minh với ta. Làm được con chậu đây à. Chỉ con chậu này cũng được thôi. Đúng rồi. Ok, nói chung là tối hôm qua là nhiều bé hắt khủ quá trời đất luôn. Nói chung là biết được khả năng là mấy cái đó là có chịu nổi mưa hay không rồi nha các bạn. Nói chung là mùa mưa là cái mùa cắm trại nó tuyệt vời luôn. Chắc là phải đẩy cái series này lên thì một tập cao mới rồi. Bằng cách là cắm trại không liều được các kiểu nha các bạn. Biết được khả năng lập liều của mỗi người và thêm khả năng hành trần của những cái liều. Nó phá phới rồi. Cần được hành trần. Dạ. Nó cần còn mới lắm á em. Nó chỉ phới thôi à. Ok, mới lắm anh. Em nhận á. À, mình thấy là có nhiều bạn suy nghĩ cấp trại là sinh tồn các bạn. Sinh tồn là sinh tồn, cấp trại là cấp trại nhé các bạn. Chừng nào mà có tiêu đề là cấp trại sinh tồn thì mới kết hợp vô cấp trại và sinh tồn. Còn cấp trại là cấp trại các bạn. Cấp trại là chúng ta cứ mang đồ ăn vào và ăn thôi. Sinh tồn chúng ta phải đi bắt, săn bắt hay lượm các bạn. Có thể là kẹp một tí vào cho nó vui thôi, dù như câu cá đồ, thả lưới đồ các kiểu thôi. Chứ cấp trại đơn giản là chúng ta cấp trại thôi nhé các bạn. Mình thấy rất nhiều bạn hiểu lầm quá nên mình mới nói cái này một cái nha các bạn. Và mình thấy là cái phong trào cắm trại đang rất được là lan rộng với lũ bạn. Rất là nhiều bạn thích cắm trại luôn. Mình thấy là có khá là nhiều rác ở những bãi cắm trại luôn các bạn ơi. À, khi cắm trại chúng ta nhớ là mang rác về các bạn. Bởi vì chúng ta để đó thì càng nhiều người để thì nó rất là ô nhiễm luôn. Và đặc biệt là nó mắc cái phong cảnh luôn. Nhìn thấy toàn là rác không các bạn. Như phía đằng kia là mình thấy mấy đống luôn. Ờ, bạn thấy không? Không hiểu là có ông nào ông làm liều sinh tồn nè, ông là lấy lá dừa ông làm nè, rồi ông còn xả rác nữa. Sinh tồn thì phải đem rác về nha bạn. Và tụi mình tập hợp ăn sáng các bạn. Đầu tiên là cho Tú lại hai hầm sữa chó là sao em? À, lại hai hầm của đá. Đá kêu mình uống sữa chó đó mọi người. Như đá thì thích ốc chó hay gì vậy? Chứ còn gì đâu mà uống. Chứ có nhiều lựa chọn nào khác đâu. Chứ mà nhìn nó đầu bộ tóc rối nhìn nó đúng. Đúng đập đá luôn ông nội ơi, đập đầu bộ tóc rối luôn á. Sữa thì ngon quá. Đúng là nghe lời của đá. Ủa rồi giờ nội dễ ăn gì vậy? Sáng sớm em sẽ ăn ghi xanh su gì em biết. Ủa không có vàng á nè. Không anh. Tương ớt đâu rồi. Sao không ăn tương ớt em? Hồi sáng sớm ăn tương ớt làm cho bụng mình không có được tốt cho lắm. Ủa vậy thôi hả? À. Sáng sớm hay là một ngụm nước suối. Đây ăn gì đại? Chó chút hiệu kìa. Đây ấp chó hẹn hiệu. Nước trái cây và chén miệng trái ớt sần. Em thấy anh thua bao giờ chưa? Chứ em mà thua không được là em là ốc chó. Lộn là em là hàng ốc chó. Rồi ok ha. Ô trời ơi. Ây da. Good. Vì tóc 3 giây. 30 giây luôn rồi. Này càng lâu thì nó càng béo. Có nước cà rốt. Trời ơi, con tôm này nó bự quá rồi bạn ơi. Té bị hư rồi ngon không? Té quá. Ngon. 10 điểm. Rồi, tiếp theo đi. Còn mình á thì sáng nay mình sẽ ăn mì cay Hàn Quốc và uống Coca lon nhỏ nha bạn. Nghe là biết ngon rồi. Ủa không nấu rồi. Nước đâu nấu anh. Này mà không giòn là xá lị á. Này giờ tao biết giòn rồi. Không muốn thử đâu. Chán thiệt chứ. Còn mình thì sắp mời tự nhiên có cơm. Giòn rồi. Mà lẹt nhát hả bạn? Thằng nào bết combo hai này có hai lộ chanh luôn các bạn. Hôm qua ăn táo với lại ăn ké đường miếng thịt thôi. Cái tướng cá nó phải nói là nó dở cực kỳ luôn. Nhưng mà mình nghĩ là những người nào mà thích ăn tướng cá thì chắc là người ta sẽ ăn được. Tùy khẩu vị mỗi người nha các bạn. Nhìn mấy bạn nhìn những cái quả hạt nó căng ngọng nè. Người ta biết chua. Mình phải làm như vậy nè. Dạ, đá ngon quá. Người ta tưởng mình bú đá. Trời ơi, ai ngờ là mình bú chanh nha các bạn. Đá mà sao bú được. Nói chung là chanh này nó chua chua ngọt ngọt. Kẹp thêm một tí nước lúa mạch vị gạo rất ngọt, nó hòa quyện lên liền các bạn. Rồi nay toàn số giáp nè bụng qua. Sáng nay mình sẽ ăn mì gạo.
mì bún gạo. Oh my god, đáng để review quá thôi. Wow. Hấp dẫn vậy. Nhìn xe mì kìa, như bún gạo vậy. Cái vị nó giống cái gì ta? Thôi em gà quá, đây để anh review cho. Giống cái gì quá em quên mất tiêu rồi. Để anh làm review cho con nè. Trời nóng dữ hả? Nóng quá. Nó sẽ mặn nè. Nó giống như sợi bún gạo mà nó chưa chín lung á. Nó hơi da thôi. Em thấy phần nước có giống cái gì ta? Giống mì cay. Thì đúng rồi, nước giống mì cay em. Cay cay, mặn mặn. Này ăn được thôi nha bạn. Không khẩu vị của mình thì không ngon lắm. Ủa con kia không ăn nữa rồi làm gì vậy? Đập đá gì hơi lạnh anh. Thu đá. Thu đá rồi. Sao? Ok, tụi mình kết thúc bây giờ tới đây luôn các bạn. Clip hôm nay cắm trại heo bốc khâm tên người. Phiên bản ngược lại với tập 1 các bạn, tập 2 nha. Nếu nhiều bạn ủng hộ có thể sẽ có tập 3. Không có sao, sao 6 sao nữa mà chuyển sang cái dạng gọi là nhân phẩm nha các bạn. Ok, bạn thích cái series cắm trại tụi mình để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những tập khác nha. Mùa này là bắt đầu mưa, nó bắt đầu nó nhiều hơn rồi. Có thể là mình sẽ cắm trại nhiều hơn các bạn. Nhưng mà vẫn có xen kẽ những clip khác như là thử thách nè, sinh tồn và chế tạo rồi các kiểu nha các bạn. Nói các bạn nhấn đăng ký giúp mình để nhận được thông báo khi ra những clip khác nha. Tạm biệt các bạn.